Ở công diễn đầu tiên, Neko đã khiến mọi người á ố với màn trình diễn như siêu anh hùng của mình. Không biết là có thể bây giờ Neo có thể tái hiện lại cái màn ảo thuật đó được không ạ? Ảo thuật đi, ảo thuật chặn đầu ra nè. Sao làm được? Ảo thuật cái đó chương trình phải chặn rồi mình mới đem theo được, cái đó còn có đạo cụ. Cái đó phải đạo cụ hả? Cái đó là tủ phép thuật biến ra cái đó thôi chứ. Thật ra cái đó là phong sanh mà, chứ làm gì có làm đâu. Ghép ở xong khán giả ở dưới là người ta diễn theo thôi. Rồi bây giờ nhà ghép. Bây giờ có bốn cái cây này nè. Rồi. Sao? Làm sao mà làm được? Không, nếu mà mọi người coi cái ký túc xá KK, cái phần cái series riêng á thì khó giải thích rồi. Là nó là một cái cây. Nó là một cái tiểu xảo thôi, tức là nó mọi người thấy là từ đầu tới cuối là mình cứ cầm cái micro mình đâu có rời đâu, là tại vì nó có làm đi. Một cọng dây. Đây nè, đó nè. 2 3 đó. Đó thì lúc đó có một cái người mặc bộ đồ xanh, người ta đứng người ta cầm vậy nè, xong về xóa cái người đó. Lễ tây diễn tiếp một quay tây xong rồi vô hai bộ đồ xanh ra chạy liền. Chứ thật sự là đó. Chứ thật sự tôi nghĩ á, nếu mà cầm cái men như vậy thì cũng làm được, thì cột dây, nhưng mà khi chụp á đúng thì không chụp được. Cũng sợ ha, nó đập vô cái bảng mà. Không, đó có người làm mà. Kỹ thuật mà. Có người mặc đồ xanh chạy vòng. Khán giả là họ chỉ đứng thôi. Là lúc đó là mình hát là âm thanh around luôn hả? Đúng. Hay vậy. Âm thanh là chạy đó, giống như chụp đập chiếc phim vậy đó. Vậy vậy sao lúc đó không nói chương trình nó chạy vòng xong bung một cái có hai cái micro tách ra tới hình tới tim bên tính làm vậy rồi mà chương trình nó làm gì người ta không có tin. Micro hai cái micro tách ra hình trái tim sớm. Chương trình nó sớm bỏ đi micro một chăng.